rằng là khi mà các bạn đăng ký học lớp học này á là mình có sự chuẩn bị và mình nhắc nhở rất là kỹ, nhắc nhở từ cái từ cái email rồi trong giờ học mình cũng xuyên suốt với các bạn, mình rất lo bởi vì nếu mình dạy không ra hồn thì các bạn sẽ rớt. Xin lỗi các bạn thầy dùng chữ rớt. Nếu mình dạy không ra hồn các bạn sẽ rớt, nếu mình nói không rõ thì các bạn sẽ không làm theo được. Cho nên mình nói mãi nó liên tục vào cái email rồi vào cái ngày dạy viết của mình mình nói đi nói lại mãi về cái việc đăng ký thi á. về cái việc đăng ký thi á. đúng không rồi bây giờ bạn đã không đăng ký rồi bạn không chịu làm theo cho mình rồi mà một giờ trưa các bạn cũng gọi 12 hai giờ bốn mươi bạn cũng gọi mình các bạn biết là mình mình dạy dạy đại học nó khác mọi người à dạy đại học là dạy rất là sớm và đến 11 giờ mấy là nguyên một buổi sáng là mình 6 tiếng luôn. Nghĩa là mình cần một cái thời gian nghỉ ngơi nó gọi gọi cháy máy rồi để hỏi cái một cái vấn đề đó thôi và mình xin thưa mình không trả lời mình đã trả lời và mình đã dặn dò rồi cho nên những bạn đó mình 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 lóc xin lỗi nha mình lóc zalo hết mình không mình có nghĩa là mình chặn zalo hết chặn thì chặn nhưng mình mình vẫn dạy đàng hoàng có nghĩa chặn là mình không tương tác nói chuyện với bạn đó thôi anh câu chuyện là mình đã thu tiền các bạn rồi thì mình phải làm cho ra hồn chứ để các bạn bóc phốt thì mệt ạ à. đúng không các bạn bóc phốt các bạn nói lung tung thì mệt mình sẽ không bao giờ để các bạn làm điều đó cả nhưng mình sẽ làm cho có trách nhiệm và thầy trò mình đã thống nhất với nhau trong từng buổi học là tôi sẽ làm mọi cái có trách nhiệm hết hết cỡ cho các bạn hết cỡ cho các bạn nhưng mà các bạn không đáp ứng được đó là lỗi của các bạn nhé đừng có bắt bạn nhau nó kỳ lạ lắm cơ ok rồi như vậy nó đi nó lại cái phần mà viết ấy. thì các bạn nhớ rằng là cái kỹ năng viết mọi người ha cái kỹ năng viết cái kỹ năng viết ha đang có đang có cái video nào rồi xem cho nó kỹ, xem cho nó kỹ, thầy nhớ lại cái bài dạy, nhớ lại cái bài dạy của thầy cho nó kỹ. À, à, bài dạy của thầy cho kỹ và đặc biệt và đặc biệt và đặc biệt là cái email cho nó chuẩn. Email cho chuẩn. Đến bây giờ lớp mình lại gần năm mươi mấy người và tuần sau các bạn thi rồi. Nhớ là tuần sau các bạn thi rồi. Và 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 năm mươi mấy người cái nhóm này nè, cái nhóm này năm mấy người. Mà các bạn gửi cho thầy mới có đếm trên đầu ngón tay chưa được 7 bạn gửi sửa email nữa. Thì thầy không biết là cái email của bạn ra sao rồi. Ha, nhưng mình vẫn có một niềm tin, một niềm tin nó vô đối. Một niềm tin vô đối hỏi mình hoặc là một người yêu cầu mình sửa bài á. Mà lỡ mình chưa phản hồi kịp email ấy hay chưa 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 phản hồi kịp Zalo thì các bạn nên nhắn lại. Còn cái câu chuyện thi cử mình đã nói rồi mình sẽ không nhắn lại. và mình sẽ không xác nhận vấn đề đó nữa nha cái gì liên quan đến học tập mà mình chưa phản hồi mình chưa sửa cho các bạn thì các bạn có quyền để nhắn lại vì zalo của thầy rất là đông nếu mọi người lướt vào zalo của thầy các bạn thấy hai ngàn mấy người hai ngàn chín người okay. mình cứ xóa bớt xóa bớt mãi thôi nó full nó full là, là không nhận được tin nhắn nữa đấy cho nên các bạn đừng có khó chịu vấn đề đó nha tối hôm qua các bạn nhớ này ha đi thi sẽ có bạn sẽ có bạn à, sẽ có bạn có một đề mới à, là rất là bình thường cho nên em <laughs> cần hiểu trong quá trình học, trong quá trình học để em xử lý, để em xử lý và làm tốt nhất có thể, đúng không? Rồi ví dụ cái đề thi này, đề thi viết này, dĩ nhiên viết phần 1 mình không nói nữa, viết từ phần 2 đến uh, phần 2 phần 3, quan trọng phần 2 phần 3. Đây, mình ra cái đề cho các bạn uh, sinh viên của mình đó là đề television, đề TV. Tối qua từ đó thi cái đề TV, television. Đúng không ạ? Tối qua là tối 27 tháng 2 đấy. Nên là tối 27 tháng 2 đã thi đề television. Và cái phần 2 mình nói chuẩn nhất, chuẩn nhất là bạn phải đạt được ngưỡng của 30 40. Bạn được bạn đừng cãi mình. Bạn đừng cãi mình, bạn đừng viết mười mấy từ, bạn đừng viết hai hai hay ba từ. Tệ nhất bạn viết 27 hay 28 từ thì vẫn được. Nhưng bạn bạn cứ viết 21 hai, 22 hai, hai, từ bạn không có điểm được đâu. Câu hỏi đó rất là đơn giản Nó hỏi như này, when do you often watch TV and what do you watch? Câu hỏi này là Ê, mày xem cái gì trên TV Và mày thường xem TV khi nào Đúng rồi, như vậy Mình mình có một cái câu dẫn nhập mọi người ha mình, Câu dẫn nhập mình nói là Tôi rất là thích, đúng không? Tôi rất là thích xem TV Đó, xem TV, chấm Đấy Và tôi thường Và tôi thường là I often Mọi người đồng ý không? Tôi thường dành cái thời gian rỗi của tôi Tôi thường dành thời gian rỗi đi ha à, Thời gian rỗi Đấy, xem xem gì xem những cái à, xem những cái chương trình yêu thích yêu thích là gì yêu thích là favorite chương trình là gì là program program như vậy à, rồi như vậy cái câu cấu trúc spend time là cộng với verb in thì các bạn đã biết rồi đúng không các bạn cái này thầy nó đi nó lại mãi như vậy ở đây nó đã chứng minh được đó là free time đúng không? bạn 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 có thể nói là gì ạ bạn có thể là à, tôi dành cái thời gian rỗi của tôi để xem những cái chương trình yêu thích ok một cách cụ thể hơn một cách cụ thể hơn thầy dạy cho mọi người là cụm từ more specially. Thầy không dạy mọi người more specifically. Thầy không dạy mọi người more specifically. Thầy dạy cho mọi người more specially. Bạn nên xem lại ha. Rồi một cách cụ thể hơn là gì? I like to watch. một cách cụ thể hơn là tôi thích xem. Ha, tôi thích xem mà uh, à, uh, phim hoạt hình, uh, cartoon, uh, uh, or, uh, những vở kịch uh, uh, on, the, uh, on the on the on the VTV one. Wow. Ví dụ như thế như vậy à, như vậy mọi người xem được bao nhiêu từ được 25 từ mới 25 từ à? mình nói là tệ nhất cũng phải là 30 40 đúng không ạ vậy bây giờ nãy là à tôi rất là thích I'm really tôi rất là thích xem à, xem cái gì cụ thể ra xem tivi đó bắt đầu mình đẩy đẩy từ lên cho các bạn thì chưa tôi rất là thích xem TV và tôi thường dành thời gian rỗi của tôi để xem những chương trình yêu thích à chương trình yêu thích với ai cùng với cùng với người em trai của tôi my younger brother một cách cụ thể hơn là chúng tôi thích xem à, cỡ nào mình cũng đẩy lên được và lúc này mọi người đẩy đẩy được bao nhiêu từ 31 từ mọi người ơi à, mình mình không cần giỏi mọi người mình không cần giỏi nhưng mình cần phải thỏa mãn được bài thi lớp mình rất là ít người lớp mình cái nhóm mà nhóm sinh viên lộn xộn này rất là ít người đúng không có năm mươi mấy người thôi còn cái nhóm mà bên đảo sài gòn nhóm năm mươi đồng thì đào Sài Gòn thì các bạn hãy giỏi rồi. Mình tin, mình tin vào cái năng lực của các bạn. Bạn cứ ngồi im, bạn để ý những câu từ của mình. Không, sờ là nó nghiêm túc từ mọi vấn đề đúng không ạ? Như vậy thầy hy vọng các bạn khác cũng vậy. Mình có chuyên anh hay mình không chuyên anh đi nữa. Mình cũng phải làm gì? Viết câu cho nó ra. Cho nó ra, cho nó ra được cái ý. Cho nó ra được chủ từ động từ, chứ đừng viết ngang xương. Như vậy rồi, các bạn còn câu này. Câu này ngày hôm qua À, dĩ nhiên mỗi nhóm mình đều dặn các bạn cái câu này là how do you relax in front of TV thực chất câu này là gì là tell me about uh, about uh, the, the the your experience your experience your experience, your experience đúng không your experience when you watch TV Đó. trải nghiệm của bạn khi bạn xem TV là sao ạ à mà khi bạn xem TV bạn làm gì bạn có uống cà phê bạn có uống nước bạn có ăn bánh bạn xem với ai bạn xem một mình bạn có cười bạn khóc hay không Đúng rồi, bây, bây giờ thầy thầy nói thử à Thầy nói thử nè. Um, thầy nói gì? Uh, I I uh, I often tôi thường xem cái uh, TV vào một buổi tối every night. Chấm. Đấy. Và 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 I like to và tôi rất là thích để make uh, a cup of coffee, a cup of coffee uh, tôi thích làm một tách cà phê hoặc là gì ạ? À? Hoặc là popcorn, uh, hoặc là popcorn. Uh, khi tôi uh, uh, khi tôi xem những cái um, khi tôi xem những bộ phim Uh, một phim trên TV, on, on the TV, on the TV. Rồi, ngoài ra, ngoài ra là uh, tôi, 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 um, uh, tôi thích uh, xem uh, TV cùng với, uh, cùng với mẹ của tôi, my mother, my mother. Và chúng tôi, uh, chúng tôi sẽ có, uh, chúng tôi thường, và chúng tôi uh, thường uh, thảo luận, thường thảo luận về những diễn viên, về những diễn viên, À, về các nhân vật đấy, về các nhân vật này, rồi về các âm nhạc này, à, rồi vài 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 gì, và thời trang này, à, đó trong mỗi bộ phim in each phim. có nghĩa là sao? trải nghiệm của mình khi mình xem tv là gì? mình mình xem vào buổi tối. trải nghiệm thứ nhất, trải nghiệm thứ hai là gì? khi xem uống cà phê và ăn bắp nổ. đúng không? trải nghiệm thứ ba là gì? là xem với mẹ. Đúng không? Trải nghiệm thứ tư là gì? À là hai mẹ con sẽ thảo luận về những cái này Khi xem phim trên TV Thế mọi người Mọi người thấy mình viết thành câu đúng không? Như bạn ấy thi ngày qua nó dính đề này nó Thầy ơi nó nó lạ quá nó lạ quá Ủa cái câu hỏi có gì đâu mà lạ ta Ông thầy mình Ông thầy dặn mình viết câu đơn Ông thầy dặn mình là à, em ơi em phải làm cho nó rõ rõ Từng ý từng ý gì mà nè Thì bài thi mới được nè Đúng không? Rồi Câu này mọi người viết cho mình thứ xem. <laughs> bây giờ là bảy giờ hai mươi mọi người đến bảy giờ ba mươi đi mình thích xem TV một mình hay xem cùng với ai và tại sao mình giải thích lý do ra hay cầm đến cái giờ phút này mà số từ nó không thỏa mãn vậy có nghĩa rằng là bạn học bạn chẳng để ý gì cả không điểm các bạn các bạn học các bạn không để ý. thật sự thật sự mà nói các bạn không để ý gì cả à, chúng ta đã học với nhau là chúng ta phải thật sự nghiêm túc không điểm ừ, A1 hết cỡ Đó Bị sao không điểm Mới phần 3 Phần 3 mà bây giờ các bạn mà ghi được mà Chưa được 30 từ nữa Thì thì, thì... nào dám chấm điểm bạn Nếu mà đi thi thầy cho điểm khống Mọi người cũng chẳng được nè Đúng không? Bây giờ Tôi thích xem review với gia đình Đứng đầu câu tại sao em không ghi hoa Đúng không em? Em xem lại ha Bởi vì tôi thích thảo luận những vấn đề trên tivi với gia đình của tôi Tốt Và gia đình của tôi thường xem tin tức và movies Bên cạnh đó tôi cảm thấy hạnh phúc hơn Khi tôi có ai đó cạnh tôi Để mà xem tivi cùng To watch TV with Ok cũng được không sao hết Chỉ có chữ ET đó sửa lại Ok đó ít nhất không phải giống bạn mình nó cần phải giỏi đó ít nhất phải ghi được như thế này Em ghi bao nhiêu từ? Em ghi có 29 từ rồi thằng nào dám chọc. Phần 3 là tối thiểu là 40, 60 là đỉnh nhất. Còn trong phạm vi của phần mềm nó vẫn ghi là 34 đúng không mọi người? Nhưng mà em muốn bằng điểm như thế nào? Em muốn B2 mà xem đạt đến 40. Còn không ít nhất là em phải là 35, 36, 37 chứ em ghi 30, 31 rồi. Dưới 30 là không có điểm rồi nè. Tôi bữa thầy nói rồi. Dưới 30 không có điểm mà trên 60 không có điểm. Rồi. Ờ... À đây 31 từ nè Tôi thích xem TV Luôn luôn tôi xem hình trên TV từ 8 giờ đến 9 giờ Tôi xem TV trên TV1 bởi vì nó mang cho tôi Tôi xem tin tức trên TV1 bởi vì nó cung cấp tôi một số tin tức Nó hỏi câu hỏi em lạc đề đó Nó hỏi câu hỏi này Bạn thích xem TV một mình hay xem cùng với ai? Chiếc TV ghi hoa này Bạn thích xem TV một mình hay xem cùng với ai? đúng không em em chưa trả lời được em chưa trả lời được em nói cái gì không à em chưa trả lời được em chưa trả lời được là em xem một mình hay xem với ai rồi câu chuyện em thích xem tivi em rồi lạc đề lạc đề thì à không đúng không à rồi tôi thích xem tivi với gia đình mỗi ngày Có lý do tại sao tôi thường xem tivi trên không thể thời gian rỗi mà mà em dùng chữ on được đến tại thời điểm này lúc này rồi em phải nhớ là dùng giấy tờ in chứ bởi vì chúng tôi có được nhiều cơ hội, em đã bắt chước thầy được cụm từ này rất là tuyệt vời. Nhưng em biết rằng là nhiều cơ hội many là many là cộng với danh từ gì? Many cộng với danh từ số nhiều và danh từ số nhiều là gì? Là chữ chances. Bởi vì chúng tôi có nhiều cơ hội để thư giãn để chia sẻ thông tin à, đúng rồi, rồi và ăn bắp nổ cùng nhau. Và xem TV với gia đình, xem TV với gia đình. Em muốn dùng thế này em nhớ, động từ đứng đầu câu, động từ đóng vai trò là một chủ từ là watching động từ đóng vai trò là một chủ từ là watching và xem cùng với gia đình và đã là động từ verb in thì cái động từ chính phải là as số so ít làm cho tôi cảm thấy rất là hạnh phúc feel feel so happy feel happy đúng rồi đấy em xem lại cái này và right. đã là many phải là số nhiều xem lại cái này để điểm nó đỉnh lên để điểm nó xác định rõ ràng em 50 từ luôn rồi tôi xem TV cùng với gia đình đó là cái thời điểm khi mà mọi người trong gia đình tụ tập lại với nhau chúng tôi thường xem những cái uh, chúng tôi thường xem bộ phim gia đình và thảo luận về nội dung bộ phim cùng nhau có phim gia đình nữa ta family movies xem phim gia đình là phim gì ta phim uh, tập thể các bạn nam hả <laughs> hãy biết là phim gia đình nó lạ quá Được rồi nên, nên ok và thảo luận về nội dung của các bộ phim em nói là các bộ phim thì em nên các nội dung em nên giống vậy được không và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc để xem cùng với gia đình của tôi ok em nên sửa lại cái chỗ đó là em đỉnh à còn những bạn này có đủ 30 đâu mà chấm Đấy không em ẩu thực ra là các bạn rất là giỏi các bạn rất là giỏi nhưng các bạn ẩu mọi người giỏi nhưng mọi người ẩu các bạn hiểu không ví dụ này cái là thêm thêm một cái mình mình không sửa nha nhưng mình tức cái này quá mình nói này sinh viên mình đi thi toàn bị cái này không câu này là câu sai em tin không đối với mọi người vì sao sai không phải sai với chữ because các bạn này chúng tôi thường xem những cái sâu những cái sâu thầy chẳng biết những cái sâu này là cái sâu gì à, cái sâu này thật sự mà nói thầy chẳng biết sâu này là sâu gì nhưng những cái sâu những cái sâu là số nhiều vậy bởi vì chúng tôi thích nó thích nó Chúng chứ. Những cái phải chúng chứ. Tại sao làm ít sinh viên mình đi thi toàn kiểu này không? Thầy nói thật. Và câu này em trả lời lung tung tung ra hết. Thầy chỉ góp ý là khi em phải xác định. Mọi người nhớ này Năng nỉ. Năng nỉ mọi người nhớ. Các bạn phải xác định cái danh từ số nhiều hay số ít. Để dùng cái túc từ thay thế cho phù hợp. Dùng túc từ thay thế cho phù hợp. Em hiểu không ạ? À? Dùng túc từ thay thế cho phù hợp em hiểu không ạ? À? Những cái gì mình nói các bạn phải hiểu. Anh đừng ổn nghe. Rồi see. một vài người nói rằng xem TV thì không tốt cho đứa nhỏ. Bạn nghĩ sao? Ồ, oh, nếu tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi giải thích ra. Nếu không đồng ý thì tôi cũng giải thích ra. Bắt đầu, tôi tôi đưa ra quan điểm thôi. Ha? Tôi đồng ý, tôi đồng ý à, với cái quan điểm này. Tôi đồng ý với this opinion. Tôi đồng ý với quan điểm này. This opinion. Bởi vì, mainly because, it mainly because. Bởi vì sao? bởi vì sao? À, bởi vì uh, cái việc xem TV quá nhiều, à, việc xem TV quá nhiều, watching TV sớm so có thể ảnh hưởng đến cái việc học của tuổi nhỏ, children study, Đấy, việc học của tuổi nhỏ. ý của tôi là I mean, ý của tôi là I mean, ý của tôi là I mean, tuổi nhỏ là chúng, tuổi nhỏ là chúng này. Đấy, chủ từ thay thế này tụi nhỏ là chúng, chúng không thể uh, cannot control their study. À, chúng không thể kiểm soát được việc học hoặc là hoặc là gì ạ à? hoặc là sắp xếp cái thời gian biểu à, sắp xếp cái thời gian biểu à, thời gian biểu là gì Time Turbo mô à, khi mà chúng xem khi mà chúng xem tivi à, mỗi mỗi ngày đó khi chúng xem tivi mỗi ngày chúng không thể kiểm soát việc học và sắp xếp cái thời gian biểu được tôi nhỏ mà tôi nhỏ làm gì cần study đi được đến bây giờ bạn vẫn chưa kiểm soát được việc học của bạn học thì ngồi cho nó có xong rồi xong rồi làm cái gì không à không có tập trung đúng không đấy rồi bên cạnh đó bên cạnh đó là sao nữa bên cạnh đó bên cạnh đó là 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 tuổi là tuổi nhỏ tuổi nhỏ là children đúng không tuổi nhỏ có thể có những vấn đề về sức khỏe những cái health problem tuổi nhỏ có những vấn đề về sức khỏe như là như là bệnh a bệnh b và bệnh c nào đó đúng không à, khi chúng xem TV à, uh, TV quá nhiều mình dùng lại chữ sau quá nhiều Nhưng vậy bây giờ mình A mình B C là gì thì các bạn tự tìm hiểu nếu mọi người đi theo quan điểm của mình à đau cạnh thị là gì đúng không rồi lười uh, béo phì là gì đó rồi 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 rồi, 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 rồi sao rồi rồi rồi, 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 rồi bị, à, bị bị, tăng canh là gì? Gaining weight là cái gì? Đó, những vấn đề về sức khỏe thì ngồi xem TV nhiều nó sẽ gặp vấn đề về sức khỏe và mọi người xem mình đã viết ABC đó là mình gọi đúng không ạ là các căn bệnh ít nhất mình có được 50 từ đúng không như vậy các bạn các bạn nhớ là các bạn phải viết thành câu này lớp nhớ này viết thành câu là cái nhất này cái thứ hai là gì viết cho nó đủ ý chuyển tiếp cho nó nhẹ nhàng đấy ý của tôi là ai miệng mean. bởi vì is because đúng không ạ rồi ở bên cạnh đó là đúng không rồi gì rồi nữa mọi người à, rồi thầy chẳng dùng dưới ở đây đâu thầy nói thật với bạn dưới sli thầy không dùng ở đây đâu rồi phải à không cho nên mình 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 không thể góp ý có nhiều được rồi bên cạnh đó hoặc là hồi nãy thầy dùng chữ gì đặt một cách cụ thể là đặc biệt là đó nó có những cái kiểu như thế này Em hiểu không? Xong rồi mình mình xong được phần 1, phần 2, phần 3 thì bây giờ đi thi mình gõ email của mình xuống, gõ email xuống, đúng không? Email thầy dạy rồi và trong clip đó có luôn em tin không? Bạn không xem clip một vài clip thầy đã khóa rồi. À, thầy đã khóa rồi, clip viết ấy, đã khóa rồi. Ok, em muốn xem không được đâu. Em phải đóng phí cho YouTube em mới xem được. Rồi, như vậy mobile clip thầy đã khóa rồi. <laughs> em gõ cái email của em xuống, đó gõ email bla la 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 xuống. Sau đó em điền, muốn điền được thì em phải dịch được hòm hòm cái email. Sau đó em điền, em điền xong, em điền xong câu điền, em điều chỉnh câu liền kề. À, câu liền kề rồi xong cái bài email của em và em sẽ đạt được 20 điểm email ngay lập tức dễ lắm nói chấm email dễ lắm thầy tuyên bố thầy cam kết với mọi người như thế thầy dám cam kết một câu là học cái gì thi cái đó nhưng cái vấn đề là gì các bạn có phát hiện ra mình học rất là nhiều rất nhiều kiến thức rất nhiều kiến thức Ta học nhiều Ta học nhiều học để hiểu học để chuẩn học để kiện toàn đúng không ạ học cái gì thi đó thầy đã dạy là phải thi được chưa như vậy các bạn cố gắng chỉnh cái email ra hồn có phải là mọi người nhẹ nhảy được 20 điểm phần này hồi nãy giờ làm quá chừng mình lại nó 15 điểm phần 15 điểm mình, điểm, mình lấy tệ tệ 10 điểm thôi phần 20 điểm mình lấy 8 điểm thôi phần 1 5 điểm mình lấy tròn 5 điểm vậy uh, phần email 20 10 30 30 uh, đúng không 30 với 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 10 10 10 13 là mọi người đã có 43 điểm trên 50 điểm rồi vậy yeah. vậy đó và nhiều bạn đi thi thi mãi rất mãi lớp mình có nhiều bạn rất quá chừng rất mấy lần nữa hay hỏi các bạn mình rất mấy lần vẫn ra như thường đó, đó là review là cái viết Và đi thi gặp một điểm mới là chuyện bình thường Mọi người thấy chưa rồi, bây giờ mình sẽ học tiếp tục nói. Nói hôm bữa mình dạy rất là kỹ ha. Hôm bữa mình nói ai à, trong nhóm có cái đề nào, đề nói nào rồi em có biết không? Rồi hôm trước thầy dạy bốn đề nói đúng không? Thầy có giao một cái đề bài tập về nhà đấy. Để mọi người nói rồi mọi người gửi cho thầy nghe và đánh, thầy đánh giá. Thầy đánh giá chứ không phải là thầy quánh giá. Nhưng mà, nhưng mà sao? Nhưng mà bạn chẳng gửi cho thầy cái gì cả. đấy thầy có nhớ thầy? Hãy nhớ thầy cho mọi người những cái, cái dạng này bắt mọi người về nhà chuẩn bị nè đúng không cái này là những cái câu này nè các bạn nói thử rồi mọi người rồi mọi người người à, rồi đúng không rồi để để các bạn làm mọi người làm ấy mọi người làm mọi người gửi cho mình để mình nghe thử cái giọng a à, cái giọng của em là ok chưa nó đang ở mức độ là bao nhiêu điểm đúng em ạ à? đấy rồi mình góp ý cho còn các bạn cứ im 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 vậy thực sự mà nói này nó khó chịu lắm. Đi thi thầy cũng chẳng nhành dạng ra được giọng của sinh viên thầy và đi thi thầy cũng chẳng biết là uh, với cái yêu cầu thi như thế không biết là bạn đạt được bao nhiêu điểm nếu mà người ngồi im ru. Nó khó lắm nha. Bây giờ qua đề năm, <laughs> đề năm. Hai người đàn ông đang đi mua quần áo cho một cửa hàng. Một người đang cầm một cái quần jean, người còn lại đang nhìn nó và hai người rất là vui vẻ và cửa hàng rất là rộng. À, một cái đề nói nó nó còn cái phần một nữa phần một mình không nói nha. Phần 1 đó là clip riêng và nó khá dễ rồi Mình nhắc đi nhắc lại bữa trước rồi Và bây giờ phần 2 là mô tả bức hình 45 giây Nhiều bạn hỏi là hình đâu thầy em chẳng thấy hình Thầy phát thảo bức hình ra này Thầy phát thảo bức hình ra này Vậy thầy cho mình nói sao ta Câu cửa miệng là gì lớp còn nhớ không Hôm trước cái ông thầy này ông dạy là câu cửa miệng là Look at the background Look at the background I see there are two men Two men, two men are in the clothes store. A man is holding jeans. A man is looking at the jeans. They look so happy. And and the store is very big. Many kinds of clothes in the store. Mình có nói tả tá tư, nó thật là nhiều ý tưởng bởi vì mình có 45 giây thưa các em. 45 giây để mô tả, đúng không? Đầu tiên là đi từ câu cửa miệng là locate the background. Thấy cái gì em phải nói ra được cái đại Để ý ra cái gì em phải nói ra được cái đại Nói càng chậm, càng chi tiết, càng có ngữ điều, điểm càng cao. Đúng không? Và nhớ hành động trong này. Phải là cái đối tượng danh từ này, nó đang làm chuyện gì bằng cái thì tiếp diễn. Em phải sử dụng được thì tiếp diễn trong cái câu này bạn phải như thế này điểm nó mới đỉnh được rồi sao nữa mọi người đó là cái phần mô tả hình ảnh đúng không ạ à? Đó là phần mô tả hình ảnh rồi sau khi mô tả hình ảnh nó sẽ hỏi mình một câu ngay nó hỏi mình một câu ngay câu gì I talk about the time you buy clothes hãy kể về cái lần gần đây bạn mua quần áo là khi nào mình nói chậm chậm mình bán một hồi đi các bạn yes I uh, I bought some clothes Last weekend. Last weekend I went to Vincom. Vincom. Vincom to, to buy some uh, shirts some and some trousers because, because I want to be more formal. So I go to Vincom and I, I, I buy many kinds of clothes, right? And I spent I spent about 3 million dong on shopping. Đấy, cái là gần đây tôi mua quần áo là tuần trước tôi đi đến Vincom tôi mua một số áo sơ mi và quần tây và áo thun gì đó bởi vì tôi muốn tôi trở nên lịch sự và trang trọng hơn tôi đến đó tôi mua và tôi đã dùng hết 3 triệu tiền Việt Nam cái đó câu hỏi chỉ hỏi mình là thời gian thôi mọi người đồng ý với thầy không có hỏi chỉ là hỏi thời gian thôi ông thầy ông rảnh ghê tự nhiên ông trả lời cái 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 à, 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 xài bao nhiêu tiền rồi ở đâu rồi mua cái gì để làm gì á à, chúng ta nói vậy để người ta kéo dài cái ý tưởng nó ra lớp hiểu không rồi gọi tiếp theo hỏi gì á à, tại sao có người ta không thích mua quần áo hôm bữa thầy dạy mọi người cái gì nếu các bạn đỉnh đỉnh ở chỗ là mọi người có cái khả năng lập luận tốt ấy, thì bạn sẽ nói theo ba rem này Uh, I have some reason to say why. Tôi có một vài lý do để nói tại sao. Bởi lá là là lá, lá. Lý do đầu tiên là. Lý do thứ hai là. Còn bạn không nói được vậy là chuyện bình thường. Thầy, thầy nói kiểu không biết gì về tiếng Anh đi. Uh, yes, I think people dislike uh, shopping for clothes because they, um, they, they don't like. They don't like the new clothes. Uh, they, uh, they don't like uh, the, the supermarket. They go there and they they don't have uh, money, they they feel shy and besides that they 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 um, they don't want to uh, have the new clothes on their body. They they want to be normal every day. Mình đâu có first reason, second reason đâu. Mình nói này, à có người ta không thích mua quần áo bởi vì bởi vì họ sao? bởi vì à bởi vì họ họ không thích uh, uh, thay đổi với cái 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 uh, cái hình thức bên ngoài của họ. Họ muốn uh, bình thường thôi. Và cái thứ hai là họ không có tiền. Cái thứ ba là họ không thích siêu thị. Cho nên họ cũng chẳng thích đi mua sắm quả để làm gì. <laughs> có có nhiều cái để nói. Nhiều cái để nói chứ chúng ta đâu. Bắt buộc mọi người phải có một ý hoặc một câu đâu Em đồng ý không? Em đồng ý với thầy không? Cố lên. Mọi người sẽ làm được. Cố lên. Rồi. Mô tả hình. Đấy. Mình có sẵn. Mọi người xem, bên trái là một bãi biển, nhiều người đang chơi đùa, người đang nằm trên cát, người đang bơi, người đang đứng nói chuyện, xung quanh là bãi cỏ có một cây xanh. À, bên phải là một người phụ nữ đang ngồi một mình, cô ấy có vẻ, cô ấy đang nhìn về phía cái hồ xa xa, ở phía xa xa có dãy núi và nhìn cô ấy rất là buồn. mình nói làm sao? Cái câu cửa miệng đây mọi người nè, cái câu cửa miệng đây mọi người, cửa miệng là gì? Cửa miệng là cái mặc định, mọi người hiểu cái chữ cửa miệng của thầy là có mặc định ha, đây là câu cửa miệng, đúng không? thầy dạy thầy dạy rất kỹ cái này và trong clip thầy nói rất kỹ cái này và người hát như vậy như vậy mình nói sao à, mình có thể không cần phải theo một trình từ gì hết mình nói gì uh, look at the background I see there are two pictures the picture of the life I see there are some people uh, some people are um, uh, some people are, uh, talking some people are uh, swimming Uh, some people are, um, are, 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 are lying on the beach. They, they look so happy, right? And I see uh, uh, the trees. I see the trees in there. And the beach on the right. Uh, I see a woman. She is sitting alone. She's looking, uh, looking at, the, at the lake, the pool. Lake on the pool. Cũng and that, that uh, I also see the the rain mount a uh, uh, uh of mountain why right? and she, she, looks so uh, so sad mình đâu có theo cái từ này đâu ừ. rồi uh, um. Ừ. để để thầy tí ha ừ. <laughs> Rồi được chưa Mọi người đồng ý chưa Đấy Bây giờ sau khi mô tả hạng hình thì nó sẽ hỏi câu hỏi tiếp theo Mọi người nhớ nếu câu hỏi Nó có hỏi nó có chữ attraction Đúng không? Nếu câu hỏi nó có chữ be like Be like là what is it like đấy e Be like là what is it like đấy, Đúng không Đấy Vậy hai cái này ý hỏi là how How đấy vậy việc dành thời gian cho hai nơi này nó cảm nó làm cho bạn cảm thấy thế nào bạn cảm thấy thế nào khi bạn dành thời gian ở hai nơi này đây nơi này là nơi nào nơi này là nơi nào nơi này là nơi nào, nơi là nơi nào? nói thầy nghe nơi này là nơi nào nơi này là bãi biển nơi này là nơi nào nơi này là cái ngồi một mình ngồi ngắm nhìn cái uh, ở khu vườn gì đó ngồi ngồi ngắm nhìn cái dãy núi cái hồ gì đó vậy vậy cái cái how you feel bạn cảm thấy thế nào khi bạn dành thời gian ở hai nơi này ở một nơi rất là đông người. Một nơi rất là đông người bãi biển một nơi thì có một mình thôi. Vậy bắt đầu mình mình nói này, mình nói chậm chậm cho mọi người nè. Yes, I think when we uh, when we are at the beach, I mean many people around, many people around the beach on the lake. We feel happy because we can play with them, right? We 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 can have some game with our friend. Or, or we can talk to them, we can play with them, and we feel, we feel excited, right? No, cái how của bức hình bên phải này. And when we sit alone, we do something alone. I mean, I mean the picture on the right. It may be sad, uh, maybe uncomfortable. Okay, we, we, uh, we just sit uh, alone and no one talk to us and we feel, uh, we feel uh, unhappy ở đừng hiểu sát gì nhất hàm ý của câu hỏi này hội đồng thi muốn hỏi hào hàm ý của câu hỏi này hội đồng thi cũng muốn hỏi hào mày how feel thế nào mày how feel thế nào ở hình bên trái mày how feel thế nào ở bức hình bên phải nếu mày nếu mày nếu cái bức hình đó uh, có bản thân của bạn đấy trong tình huống đó bạn cảm thấy thế nào với bên trái Bạn cảm thấy thế nào Với bên phải Nhớ hàm ý của câu hỏi này Bộ đề thi Muốn hỏi về How feel Rồi tiếp Mới nói gì benefit là lợi ích à Lợi ích Khi dành thời gian một mình Là nó có lợi ích gì Alone đó là một mình đó các bạn Alone là một mình đó các bạn Cái lợi ích Khi bạn dành thời gian một mình Là lợi ích gì Có những lợi ích như thế nào Mình sẽ nói nha uh, Just when we uh, When we spend time alone I think we can We can là chúng ta có thể We can think about study Think about the life And think about family easily Is it not noisy? Not noisy là gì? Không có ồn right? And when we spend time alone We can do something we like Và khi mình dành thời gian một mình 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 có thể làm những thứ mình yêu thích vậy, right. we listen to the music, we like, we watch the film, we like, we we surf the TikTok, we surf the the Yahoo, okay mình khi dành thời gian một mình con người ta có thể làm một mình những cái thứ mà con người ta yêu thích đúng không ạ, mọi người đồng ý chưa? Uh, rồi như vậy, như vậy, như vậy, như vậy các bạn xem nó rất là rõ rõ ràng ràng, à, không ép buộc mọi người học thuộc đáp án mọi người ơi không áp thuộc không áp buộc mọi người thuộc đáp án bởi vì đáp án sao mà thuộc được thầy bản thân thầy soạn ra một đường mà thầy còn không thuộc nữa các bạn ạ à. thầy thầy còn không thuộc nữa rồi à, bây giờ tiếp ừ, bây giờ tiếp rồi bây giờ tiếp phần 4 nó luôn có 3 câu mọi người nhớ ha ba câu câu đầu tiên của phần 4 hiện tại bộ đề thi đang là câu hỏi về thời gian câu hỏi số 2 bộ đề thi đang là câu hỏi về cảm xúc và câu thứ ba là một thông tin ngẫu nhiên nào đó. Và các bạn xem ở đây giùm mình, người ta nói gì vậy các bạn? Nói về cái lần gần đây, ai đó mất lịch sự với bạn, ai đó bắt lịch sự với bạn. Và câu số hai là gì? Bạn cảm thấy thế nào khi người ta bắt lịch sự với bạn như thế? Nó vô lễ, nó bắt xảy đấy. Ví dụ như uh, chưa gọi điện cho người khác, bạn khó chịu lắm chứ, đúng không ạ? Câu số ba là gì ạ? Câu số ba người ta nói gì vậy các bạn? Câu số ba người ta nói là công nghệ, công nghệ đang thay đổi cái cách mà con người ta cư xử với nhau bạn nghĩ sao đấy sẵn điện thoại sẵn zalo mọi người gọi thầy cô ông bà gọi giờ nào cũng, cũng gọi được đó đó là ý nó nói vậy đó Đáp bán mình có sẵn mẫu đáp bán này nhưng mọi người ơi mình biết là cái gì đó nó rất là kinh điển với bạn nếu bắt mọi người thuộc đáp bán mình chỉ sạn mẫu thôi à cái lần mà tôi ai đó bắt dạy với tôi là tuần trước khi tôi về nhà có một cái thằng thằng bad boy nó chặn tôi lại và nó xin tiền nó không cho nói và nó đánh tôi rồi à, mày cảm thấy thế nào Ờ à, tôi cảm thấy nó khó chịu khi nó mắc dạy với tôi và và tôi tôi tức quá tôi phải gọi điện cho cảnh sát liền và cái công nghệ nó thay đổi cách con người ta cư xử với nhau phải không đúng rồi ngày nay con người ta chỉ chat chít trên mạng xã hội thôi họ không muốn có một cái mối quan hệ nào cả À, họ lười biếng để tìm kiếm bạn bè họ lười biếng và họ cư xử với nhau một cách thoáng qua mà thôi ấy bạn bạn nào nói cho thầy cái đáp án này xem giơ tay nói thử thầy nghe cái giọng thử thầy tin các bạn nói được ăn thế đu vô căng thế ừ rồi không ai nói hả Uh, mình cố gắng có cái mặt chữ đáp án nhưng các bạn các bạn này các bạn xem mình nói giống bằng chữ đáp án này Firstly the time someone was impolite to me Yeah last week when I got home from school there was a young boy he came up to me and say Hey I I, I wanted some money and I didn't give him any money he shouted at me and he tried to hit me Secondly, how do you feel? Yeah, I always feel uncomfortable and I feel angry when someone was impolite to me. For example, the boy asked me for some money. I, I, I felt so angry and I called the policeman immediately. Em, em, mình không nói hay. Em ơi, thầy nói dễ ồn, các em thấy không? Thầy nói dễ ồn và thầy muốn mọi người dễ òm như thế mọi người phải có ngữ điều nhánh nhá này lên giọng này cái kiểu đó nó sẽ ổn hơn ổn hơn là ngồi, ngồi first leader time some one word in bờ to me lot quit when i got home from school that were a young boy he come up to me and ask for money when i did it anh nói như vậy chẳng có thằng nào chấm điểm đâu em nói như vậy chẳng có thằng nào chấm điểm đâu em mà nhớ nhiều bạn ấy thi đó, nó buồn cười lắm nó ngồi đó đọc, nó đọc nó đọc cho nó đọc diễn văn đấy em phải sử dụng văn nói thì em mới có điểm được nghe rồi bây giờ đề số 6 đấy đề này đó có ba người cô gái rất là xinh xắn hơn nhìn gái nước ngoài nó nhìn gái tây nó mũi sắc sảo ghê chưa đấy một cái người đàn ông cũng mũi sắc sảo ghê chưa đang trả lời phỏng vấn người này đang recording đấy phía sau sau là hàng cây là tòa nhà các kiểu họ đang cười rất là trông rất là uh, vui vẻ rồi bắt đầu mình nói làm sao lá xe đâu sợ nó bán đâu thầy mời một bạn nói thầy nghe thử xem thầy say hello 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 no one say yeah let's say uh, look at the background I see there are three people a woman and two and two men two men à uh, qua đấy yeah, đây đây they are, they are um, uh, they are outsider they are outsider the the The, the, the building right? They, they're on the street they're on the street and two men are recording two men are recording a woman a woman a woman's a e interview in the man they look so professional they look so they look so professional they look so professional and and the, the and one man is recording and, and they uh, uh, behind them I see the building and the trees. đúng không ạ à? mình cứ nói thế thôi rồi câu hỏi thứ theo là gì nói về cái lần gần đây bạn xem đến Đức trên TV là khi nào Câu này dễ mọi người hãy yeah uh, I I watch the news on TV this morning this morning I I woke up I woke up and I watch the news on uh, on the VTV one and we say and we say uh, 60 giây and uh, the the news was uh, the, the news was, uh, Uh, was really uh, exciting. Right? I I watched the news, uh, uh, I watched the news uh, and 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 uh, and I I the news with my, um, my 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 father, my daddy, my my mommy. Mình cứ ngồi bên nó ra như thế nha. Ok các bạn lưu ý ha, các bạn cố gắng nghiêm túc nha. Ok. Rồi con đánh răng đi nha Ni đánh răng ngoan đi Ni với boy đánh răng ngoan, ngoan đi Rồi câu hỏi tiếp theo là gì Câu hỏi tên là What do you think it's important to watch or read the news? Tại sao? Tại sao cái việc xem tin tức ấy Hoặc là việc đọc tin tức nó quan trọng Có nhiều lý do mọi người ha Cái cách nói thì mọi người thấy cái đề nào Nó có hỏi kiểu này mọi người thấy không Cái đề nào có hỏi tại sao, tại sao Đề nào có hỏi thời gian cái kiểu lặp đi lặp lại cái parameter như thế này cho nên thầy nói là đi thi cái đề thi nó giống nhau và cái chuyện mà nói chúng một đề mới em có bình tĩnh mà em nói sao hết á em sẽ có một đề mới trong những trong trong bốn mươi tám bạn đang ngồi ở cái tab này đúng không và một nhóm sinh viên sơ gù ngồi tab kia thì các bạn đi thi gặp đề mới là chuyện bình thường vậy tại sao tại sao cần phải xem mà đọc tin tức thầy trả lời khác này mọi người thầy nói chậm chậm thầy khác cái ý tưởng này Uh, I think uh, it's very important to watch the news because we can update update the new things. I mean, I mean, I mean, every day we get up, we get up and we learn some new. We can understand what is happening. Chúng ta có thể hiểu những gì chúng đang diễn ra khi ta thức dậy mỗi ngày every day. And besides that, besides that, read the news, reading news can have us open knowledge. Đọc tin tức giúp cho chúng ta mở rộng kiến thức. Mình nói rất là ít, ít nhưng mà cũng được năm sáu câu. Chứ đừng ít mà một hai câu. Đừng ít mà một hai câu. Mọi người hiểu không? Rồi. Phần 3. Đấy. Bạn xem coi Chớ và phở. Chớ và phở. Chớ và phở. <laughs> bên trái và bên phải nó như thế. Em sẽ nói như thế nào? Hello mọi người. Em sẽ nói như thế nào ạ? À? Ai giơ tay nói thử giùm thầy xem Bao nhiêu con người đang ngồi đây Hello, hello, hello How are you today? Nói sao ta? Just look at the background I can see that two pictures The picture on the left I see a a, beautiful, a beautiful girl a A beautiful, a beautiful girl See reading the book and next to her i see a bookshelf and see very cute See reading the book exactly okay yeah, hello right and uh, and the the the, uh, the picture on the right i see there's a uh, there's a good uh, uh, study on the laptop right on the laptop i think so she's sitting at the table and there's a lamp at the table and natural there's a bookshelf as well hai cái hình này nó giống nhau nó chỉ khác nhau là gì thôi cái con nhỏ bên phải nó có cái bàn có đèn bàn và nó đang mở cái laptop đúng rồi đúng không, mọi người như vậy chúng ta cố gắng là 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 là, là nói cho nó chỉnh chu một tí nghe lớp chia thời gian ra lớp chia thời gian ra rồi câu hỏi này những khó khăn khi học trong hai cách này là có những khó khăn gì gợi ý luôn học qua sách vở nó khó khăn để tìm kiếm những thông tin mong đợi nó khó để mà để mà để mà 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 đọc số lượng sách nó quá nhiều. Còn học trên cái laptop nó có khó khăn gì? Nó làm cho mình đau mắt và cái lượng thông tin nó nhiều và không biết thông tin nào đúng và thông tin nào không đúng. Đã là sách thì nó luôn luôn đúng. Còn cái học mà trên mạng trên laptop thì cái nhiều cái nó chẳng biết đúng hay sai, đúng không à? Như vậy nó nó mình không thể xác định được cái 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 good news hay là bad news. đó bạn đã nói thử cho mình xem. OK, mình mình không có đáp án mẫu đâu mà, mình phải các bạn phải cố gắng hình dung trong đầu mình ấy. À, học giao tiếp là chúng ta chúng ta xây dựng cái tình huống mọi người ha, xây dựng cái tình huống cho khi 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 mình mình giả sử mình đang ngồi thi trước máy tính ấy, thì cái tình huống đó mình sẽ nói như thế nào, Đấy, cái kiểu kiểu đó, đó mình mới 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 đào chuẩn được như vậy nói yeah uh, when we study uh, I mean uh, study in the life uh, sorry when we study with the book I mean I mean the picture on the left is it difficult to find the 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 information there are many good books and we don't know how to find we don't have the skill so is it difficult and when we study on the in uh on the laptop on the internet right There, there are too many kinds of information. We don't know the the good news or the bad news or so it's difficult for us to understand. Đó thì Công nghệ giúp cho con người ta tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn. Bạn nghĩ sao về điều này? Có đây này. Công nghệ giúp cho việc tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn. Bạn nghĩ sao về điều này? Đúng rồi. Ngày nay là smartphone. <laughs> rồi internet đó người ta chỉ cần ngồi im một chỗ và cái thông tin nó từ khắp nơi trên thế giới nó đổ về ha à, vậy nó rất là dễ ngày nay mọi cái gì <laughs> khá là dễ đó rồi phần 4 là sao ba câu luôn mọi người hãy nói về cái lần gần đây bạn vội vàng và hấp tấp làm điều gì là khi nào họ số hai là bạn cảm thấy thế nào khi bạn không có đủ thời gian để làm cái gì đó hỏi số 3 hai câu này giống cái hai cái, cái, cái đề hôm trước mình học một vài người nói rằng cái nhịp sống hiện đại được quá là nhanh bằng nghĩ sao về đề này <laughs> đây đáp án mẫu đơn thỏ đây bạn nó nói thầy nghe thử. mình mình rất cần một cái giọng nói từ các bạn <laughs> mình rất cần mình rất cần một cái giọng nói ha Uh, như vậy chúng ta nói như sao ta uh, firstly uh, đúng không ạ firstly the time I did something in hurry yeah uh, last week last week I I got the play so I I I ran quickly to the school I I I thought I was late however however when I got to the class the teacher the teacher allowed me to get in Secondly, how, how did I feel? Yeah, I always feel worried, to worry when I am late, when I am late. For example, uh, last week, I, 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 I talked about my teacher, my teacher gave me zero. However, he allowed me to get in and I, I was so happy. And finally. And finally, I agree with this idea, this idea. I mean... People don't have the enough time for the life today. They 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 uh, they use a yellow, they use a computer, they they surf the internet every day. They, they they don't have time for their study. They don't have time for their work. They don't have time for their family. So so maybe so maybe they are overloaded by the technology, by the internet, by the computer. Mình oh, nói như thế vì người ta ngày nay bị ảnh hưởng bởi công nghệ bởi mạng muốn rồi các kiểu họ không có thời gian cho cho cái gia đình cho cuộc sống và cho mọi vấn đề nữa cho nên mọi thứ đối với họ nó bị overloaded overloaded là gì là quá tải overloaded là quá tải các bạn hiểu không được chưa đồng ý nghe thế thôi có đâu mà cái, đó, cái đó áp lực nhưng mà cái vấn đề mọi người nhớ nhắc đi nhắc lại là gì các đề thi đề thi đều có kiểu hỏi như nhau vậy như nhau vậy nếu em luyện tập nếu em luyện tập thì em sẽ dễ dàng để để nói trong trường hợp có đề mới à trường hợp có đề mới chứ đừng có ngờ thầy đề mới làm em run quá em ngồi im nó chẳng cái gì mà im cả mình phải nói chứ im cái gì mà im nè, im cái gì vậy im được dạ, chưa rồi phải các bạn khi mọi người học đọc hiểu mình mọi người học cho nó chuẩn mình đang dạy lên đề mà đúng không mình đang dạy lên đề nếu em hiểu cách giải quyết đề đi thi em thấy bụp 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 liền không gì khó hết á. em chỉ cần kéo bốn cái giữa thôi em chỉ cần kéo bốn cái giữa thôi còn lại là câu cuối cùng bởi vì đi thi câu đầu tiên là mặc định em học được bốn cái giữa còn lại là câu cuối cùng hiểu chưa phần 2, phần 3 nó dễ Vậy có nhiều bạn đi thi Thầy không hiểu lý do vì sao em không đạt được 30 điểm đọc Bởi vì nói cho em nghe luôn Phần 1 là phần 1 Phần 2, phần 3 là ít nhất tùy đề nha Nhưng giao đoạn ít nhất tùy đề Nó tùy đề nha Nhưng ít nhất em sẽ đạt được 28 đến 30 điểm Ở cái phần đọc hiểu Vậy em đạt được trình độ B1 rồi đó 28 đến 30 điểm là B1 rồi đó uh, Reading, reading phần 1 uh, Điều phần 1, phần 2 và phần 3. Đó, em đạt được 28 30 điểm. Vậy đó, và có đứa không đạt được luôn. 20 điểm còn lại nằm ở phần 4 phần 5 á. 20 điểm còn lại nằm ở phần 4 phần 5 á. Chơi mà chơi đi làm không được. Rồi bây giờ phần 4 phần 5 mình làm gì? Thầy gỡ cái đề phần 4 lên đã. À. Rồi. Các bạn nha. Phần 4 phần 5 mình làm cái gì? Dĩ nhiên ai đã từng thi rồi phát hiện ra điều gì? Ai đã từng thi rồi phát hiện ra điều gì? À, phát hiện ra điều gì? À, cái đề của nó có phải là dài hơn cái đề của thầy. Đúng không? Đề của nó có thể dài hơn đề của thầy. Bởi vì thầy làm gì? À, thầy bỏ bớt từ rồi. Thầy bỏ bớt từ rồi. Cho nên mọi người đừng có bị rối chỗ này. Quan trọng là em hiểu cách làm phần 4. Thì phần 5 em sẽ làm được. Phần 4 em làm như sau. Mình bố đi thi nó có bốn người Dĩ nhiên đi thi phần mềm nó là bốn cái tên Ví dụ như Mary <laughs> Nó là Peter Nó là Peter Đúng không? Nó là Jason chẳng hạn Ok Nó là Ricky chẳng hạn Kẻ nó Bốn người này theo trình tự mình gọi là bốn người A, B, C, D Mình gọi là bốn người A, B, C, D Cho nên đáp án trong nhóm mình mới gọi Who did something in the mountains of Canada? À Cái gì đó mà núi và Canada Mày đi tìm thôi Có đề dễ có đề khó ha Không có hả Rồi Có không? Không có Đây không có Không okay. Không có Không có Không có Không có Các bạn thấy chưa? Mọi người thấy Nhưng nếu ai Em nói người sĩ nó đâu nằm một hai cái đầu Nó đâu nằm một hai cái cuối đâu Mà nó nằm ở câu Nè yeah. Mountains of Canada I took some incredible photos of the rat view. Nó nằm ở đây chứ nó không phải nằm một hai đầu một hai cái cuối như vậy. À thằng si nó vẫn là thằng si như thường và đi thấy nó cho lại cho bình thường. Cuộc đời nó mới đẹp thế. Đúng không? Nó phải có câu tròn chứ. Nó dễ quá thì, thì bố thằng nào cũng xin lỗi. Thì xin lỗi thì dùng cái chữ này. Nó dễ quá thì bố thằng nào cũng làm được. À, thầy xin lỗi thì dùng cái ừ, nó hơi nặng nặng đi. Rồi. Who sat on the boat when he was a teenager? Từ khóa chắc chắn là sao? Từ khóa chắc chắn là boat hoặc từ khóa chắc chắn là teenager. Từ khóa là những cái danh từ, những cái động từ chính, những cái danh từ chính. Phải đi tìm. Mà ná 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 không có, ná 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 ná, ná, ná không có. Thầy đọc vậy đấy, bởi vì nó không có thì thầy đọc vậy thôi, không có. <laughs> không có. Ờ. Oh. Oh. Đó chưa? Đó rồi.